Oh. What's that? What is that? Oh, that's Look. What's that? Oh, that's a. It looks like some puppies and an alligator. Rawr. Hey, what's that? What's that? That's dolphins. Oh, what is that? Cái đó cái gì á? Banana dolphins. Cái đó là cái gì? Cái đó là baby shark. Đu 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 đu. Walking. No, banana. Dolphin. Dolphin. Nana. It's an airplane, Nana. Airplane. Bye bye. Con nó đi máy bay. Bye bye. Yeah. Oh. Yeah, it looks like a turtle. Turtle. No. It's way. Ooh. It's sick. It's yeah. Con sâu á. What is that? It's crab. It's crab. Yeah, it's crab. Right. Oh, what's that? Well, you know what that is. What is that? Mommy, what's that? That's a lion. Tail. Tail. Yeah. Yeah. What is that? What is that? It's what's that? That's car. Con cá. Con cá. What's that? Flower. No, it's a twinkle. Twinkle little star. What's that? Ooh, it's a caterpillar. Con sâu á. Con sâu á. Ừ, con sâu ghê ghê á, đúng rồi. What's that? What's that? It's a dinosaur. No, cái gì á? Oh, what's that? That's a wiener dog. Then what's that? Then what's that? Who is that? Daddy, who is that? Ông mặt trời, ông mặt trời. That's the sun. And palm trees. Cây dừa, cây dừa. Do you want to go there? You want to go on vacation and go to palm trees? You want to go to sun and sand? JD, nhìn thẳng, nhìn thẳng, nhìn thẳng, nhìn thẳng nè. What's that? What? They was their toes. What? A toes. Lots of toes. Too many toes. Ghê, ghê, ghê. Sợ ghê ghê hả? Okay. What is that? It's a rabbit. It's a rabbit. Rabbit. Right. What's two rabbits? Two rabbits? How many? Count it again, baby. Have she count it again. Count how many rabbits? Two. Two. Can you count one by one, please? Two. One, two, three. There are three rabbits. A three rabbits. Ba con thỏ. Oh, what is that? What's that? Con nói con gì? What's that? Con vịt. What's that? My voice is that. Con hươu cao cổ. Oh, what's that? That's mom's phone. Oh. What's that, JD? Butterfly. Butterfly. Yeah. What? It's a puppy. Concha. No, it's a now Chewy. What? Chewy? She says it's Chewy. Daddy, what's that? That's Concha. No, it's not Chewbacca. JD, this is a sheep. And this is an alligator. Remember, you pull the teeth, you saw. Yeah, the alligator. The alligator game. Remember, you pull the teeth and go. No. Baby, actually, that's a drinking game. Is it? Yeah. You gotta drink if you pull a tooth. And yeah. Like if the alligator got bite you, when he bite you, you have to drink. That's a pretty fun game, yeah. Probably. What's that? Mom, what's that? Cái con đó là con cá heo á con, cá heo. Rồi. Hả? Broken rồi. Thì sao? Broken rồi. Broken rồi hả? No, it's coming out of the water. Dạ, cái con heo bị broken rồi, cá heo bị broken rồi. No, the grapes are the water. Okay, all done. Rồi, xong hết rồi, mình coi hết hình rồi. Yay, Jay học được nhiều quá. Vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay. Who's that? Daddy, who's that? Who's that? Daddy, who's that? Baby, click on it. Who's that? Who is that? Aya. Who's that? Who's that? Aya, Aya. It's Daddy. It's Daddy. Who's that? It's teeth. It's teeth. No, Daddy. Who's that? It's Daddy's teeth. It's Daddy sleeping. Aya. Shh. Im cho Jay ngủ. That's when we went to the zoo. You don't remember us driving home from the zoo because you were sleeping. I choose. Yeah, from the zoo. No, that's the choose. Đúng rồi, choose box. Fish box. Đúng rồi. Yeah. They draw flower. Flower, right. Yeah. That's flower. Đúng rồi. They will suck, mommy. Cái đó là... You're cute. Woof, woof. Đúng rồi. What's that? Cái đó là con fox. Fox. Con cáo. What's that?
cái đó là con gà, con gà chip 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 á. Con gà màu gì á? Màu. What? Xe đó của ai á? Xe chay. Xe chay đúng rồi. Yeah. Xe happy hả? Xe chay màu gì vậy? Yeah, daddy's car. Too fast. Daddy, xe của ba car. Hả? JD's car, daddy's car. Too fast. Hai Win đâu? Hai Win hết rồi hả? Bác sĩ sao? Đây bác sĩ. That's for my watch. À, khám bác sĩ à, chay khám bác sĩ à, chay khám bác sĩ đến bụng chay á. Hello. Ờ đó, mẹ mua cho chay đó phải không? Mẹ mua sticker với make up cho chay phải không? Yeah. Con cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Giỏi. Mẹ mở vô còn con cảm ơn mẹ chưa? Từ từ để mẹ lấy từ từ từng cái ra. Cái này sao khó lấy dữ vậy ta? Rồi, đó. À. Xong make up luôn. Make up luôn nè, này son môi nè. Đó, make up son môi quá trời đó. Làm gì làm đi. Đây nè, make up với này nè, đó, cái đó make up với này nè. Đây nè, nhìn lên đây. Em mọc luôn. Em muốn mọc luôn phải không? Rồi, con make up xuống này. Mọc luôn rồi, make up lên, nhìn vô. Twinkle little star, đúng rồi. Ôi, nhìn lên kiến, make up phải nhìn lên kiến chứ. Nhìn con kiến. Ôi, ôi, con kiến. No, mine. Oh, no. Wow, you're so rude. No, mine. Rude. No, mine. So rude. Mẹ mua cho con đã giờ con nói no, mine hả chay? Không. Bỏ xuống hả? Đây đây xong môi cho. Xong môi nè. Alright. Đó, cô chú ơi, mua cho nó bộ make up rồi nè cô chú. Cái sticker đây nè cô chú nè. Để xuống cho con. Nó không cho cầm luôn, nó kêu để xuống. Này. Ừ, cái đó làm gì? Này. Này là này nè. Này là mở cái này ra xài nè. Đó. Mở này. Ừ. Ừ, kiến, có kiến nữa. Con có kiến đâu. Ừ, không có kiến. Rồi. Đúng rồi, vậy nhìn lên đây nè, Đẹp chưa? Ý cà cay. Hả? Ở cà cay. Con có thích không? Hả? Make up nữa. Make up nữa mà mẹ mua cho con có thích không? Dạ mẹ. Dạ mẹ. À, mẹ muốn ra này. Muốn mở ra cho con hả? Dạ. Đây nè. Thích yêu rồi này kia hả? Này mẹ mở gì cho? Không mẹ chơi mở. Rồi nó thêm làm không? Dạ. Em mở nè con. Ủa sao con nói con để chay mở? Con nói để chay mở. Đây nè. Chay giúp. No mai. No mai. Mẹ. Mẹ có cái. Con hôn mẹ miếng chưa? Con thương mẹ không? Thương mẹ. Mẹ mua gì cho con? Mẹ mua đồ chơi đúng rồi. Đó. Thank you. Con cảm ơn mẹ. Thank you. Đẹp chưa? Nails cái. Nails nó rồi, có sơn nails nữa đó. Sơn đây. Sơn đây. Nail gì mà bậy tập bạ không mà sơn không được gì hết à. Chai nail là tào lao nè. Nail cắt.
Nêu này tào lao chơi. Nêu này. Hả? Đậy nắp lại. Này, đậy nắp lại bỏ xuống hả? Ok. Đó, nó xếp đồ của nó đó cô chú. Mấy cái nắp đồ. Hả? Sao? Đây nè, còn cái cây này nữa nè, cái cây này nữa nè. Cái cây này mà không chịu giữ nè, đó, cây đó đẹp á. Cái đẹp. Quanh nó bay một. Ừ. Cây đó đẹp đó. Twinkle little star. Unicorn đó. Ăn đi. Ăn đi. Mình nhớ mẹ thổi. Thổi. Mẹ thổi con hả? Mẹ đi vô. Hả? Mẹ đi vô. Mình thổi cho con hả? Đi vô mà. Hả? À, thử nào, con muốn ăn nào, muốn nào phải không? Con nói làm sao? No, con nói mẹ ơi làm sao? Mẹ thổi cho con mẹ ơi hả? Mẹ thổi mẹ ơi. Ừ. Rồi, hết rồi. Nè. Hả? Con muốn chạp nguyên trái hả? Rồi. Ủa sao khóc? Cô chú đã còn ở đây mở ngọn khóc. Rồi xong. Rồi coi. Rồi hết nóng rồi. Mẹ vô. Hả? Mẹ vô luôn. Mẹ vô luôn hả? Rồi mẹ vô với con luôn nha. Bắp ngon quá. Lâu quá chưa được bắp phải không? Bắp đi con. Trời ơi giỏi chưa. Ôi trời ơi cạp cho bắp. Mà cái bắp quá giỏi luôn á. Đèn sáng sáng lên cho cô chú thấy trời. Ngon không? Ui giời ơi. Ngon quá, ráng ăn hết trái bắp đi rồi con. Giờ mới 10 giờ à, ăn xong trái bắp cái chơi tiếng đồng hồ sao mày cho ăn cái khác. Mình ăn từ từ nhiều bữa nhưng mà mình ăn được nhiều món, mình ăn nhiều chất khác nhau ha, nó không có gấp gáp gì mà để ăn bữa chính hết á. Ăn từ từ. Miễn sao có đồ ăn trong bụng được. Chút nữa xong cái cho mẹ cho mày gọt táo cho con ăn nha. Thế xong chút nữa mày làm sinh tố uống nha. Đúng rồi, giỏi. Thế xong một chút nữa hai mẹ con mình chơi make up. Ha. Rồi, có mời nãy giờ có mời cô chú ăn bắp chưa? Ráng ăn hết trái bắp nha. Thôi ăn đã đời không, lâu quá không ăn bắp, lâu lắm mới được ăn bắp đó ha con ha. Nhớ bắp ha. Cái này là lỗi của mẹ. Tại vì mẹ đi cái mẹ quên á, chứ không phải là mẹ không mua cho con. Nhưng mà khi nào mà con thèm bắp á, con nói mẹ ơi con muốn ăn bắp. Con ăn luôn đi, con ăn luôn đi, mẹ nhường cho con đó. Mẹ thấy con ăn ngon quá, mẹ nhường để mẹ mang cái này cho. Rồi con ăn cái đó đi. Nhường. Không có nóng không? Mình còn nhiều bắp lắm, mẹ mua 8 trái lận. Nói là chừng nào con muốn ăn bắp con nói mẹ ơi con muốn ăn bắp nha. Dạ đi con. Dạ mẹ. Dạ mẹ. Đúng rồi. Mẹ ăn hết rồi. Ừ mẹ ăn hết rồi nè. Con ăn bắp đi mẹ ăn cùi. Ngon quá, trời, cô chú thấy chai dỗ cho ăn hết trái bắp luôn, bắp ngọt. Con nói đi, trái bắp. Trái bắp. Đúng rồi. Nhìn ăn bắp mà cô chú thèm luôn mà, phải không? Ui trời.
giời, ngon quá. Có miếng nước không con? Ngon không? Ngon, để hai để số 1 sao? Đúng rồi. Có miếng nước không? Uống nước cho dễ nuốt nha. Cái chiều nay mày làm cho thêm trái nữa ăn ha. Chiều nay ăn xế xế trưa trưa á. Ngủ trưa vậy cái mày làm cho thêm trái bắp nữa ăn. Thôi ơi, giỏi chưa. Đó. Cô chú có hỏi sao mà chỉ cho chay cái cách mà tự ăn hay quá. Thì đó, cứ để cho tự ăn thôi. Nào ăn được để cho ăn chứ. Rảnh đâu đi đút mít vậy. Chay là cái gì mà tự làm được là để làm hết. Tự thay đồ được là để tự mặc quần vô được là cho tự làm hết. Ui trà ơi, cái mà cái tính mà tự lập á, với lại cái mà cái sự mà mình chăm sóc, mình lo lắng cho con á, nhiều lúc có một vài người bị gọi là bị nhầm lẫn giữa hai cái đó. Mình cho nó tự lập không có nghĩa là mình không lo lắng cho nó, nhưng mà mình lo lắng cho nó nhiều quá, từng ly từng xí, thành làm mình làm cho nó hư nữa. Nó nên là dễ, rất là nhiều bậc cha mẹ dễ bị sai về cái đó. Tại vì mình lo, mình chăm cho con, để mình chăm con mình, để chăm cho tới từng miếng ăn, từng giấc ngủ, chăm chút từng ly từng xí nhỏ, người nghĩ đó là mình thương con. Nhiều lúc không phải, nhiều lúc cái đó là mình làm cho nó hư. Như vậy là mình đang dạy nó nè. Mình tập cho nó, mình chỉ cho nó cách câu cá tốt hơn là mình đứng đó mình câu giùm nó. Cái gì vậy? Ăn vô chứ làm gì vậy? Đúng không? Mình phải chỉ cho nó cách câu cá, rồi cái đó, nó tới cái chỗ nào có cần câu là nó biết câu cá liền ngay lập tức à. Con mà cứ đứng đó câu cho nó rợn, đứng đó lụm cá không là đâu được. Hả chay ha? Đúng rồi. Câu cá vui mà. Câu cá vui chứ, rồi bởi vì con đi tới cái hồ nào con cũng câu cá được hết á. Giờ là giống như là con sống trong cái môi trường nào con cũng có thể hoạt động được hết á. Chứ mà mẹ câu giùm con là con đi tới chỗ khác là không ai câu giùm là con... Ăn xong rồi. Ủa, ăn vậy là xong rồi đó hả? Ăn vậy xong rồi, để mẹ ăn cái còn dư nha. Nó còn dư quá trời nè. Rồi giờ mày gọt táo ăn nha. Ăn áo bồ nha. Hôm qua mày mua hai cát bồ đẹp đã lắm. Ngon lắm. Hôm qua mày ai thờ? Ai ở? Chay ở. Mẹ hả? Nó chay ở, mẹ đâu ở đâu. Chay ở. Chay ở. Chay ở. Ừ, chay ở sao? vậy hả? Vô duyên quá. Ăn cái nào ngoài. Rồi, giờ mình lại mình gọt táo, hôm qua mua hai trái táo đã lắm. Hôm qua mua hai trái táo không? Ngon. Rồi coi bác đi. Coi bác thì mình đi gọt táo. Đó, giờ chị ăn táo này cô chú ơi. Ủa mẹ ăn nữa hả? Trời ơi con vô, hai mẹ con vô. Con ăn hết đi, con ăn còn dư rồi mẹ ăn. Con ăn còn dư nào mẹ ăn, con ăn trước đi. Mẹ không có gấp gáp gì ăn hết á. Con ăn no trước là được rồi. Thôi con ăn đi con. Mày biết rồi, mày biết con chia sẻ cho mẹ rồi. Ăn đi. Ăn hết luôn cũng được. Ăn gì nào không hết là mẹ ăn ha. Rồi chịu chơi hết chưa? Giỏi quá, có mời cô chú chưa? Con ăn cái gì con cũng phải mời cô chú. Con mời ngày nào mày đâu có thấy đâu. Con đưa cô chú qua, con mời cô chú. Để gặp pháp đúng rồi.
Đứa nào mày đâu có thấy đâu mà mày hỏi mời chưa mẹ con lật đầu. Đi đường quyền á hả? Con đang đi đường quyền á hả? Con muốn đường quyền ơi, muốn đường quyền sao? Muốn đường quyền sao? Cái cô kia là cổ cầm tiền cổ đi đường quyền, còn chay cầm táo cho đi đường quyền mà ta đây. Sexy quá. Gà cái táo lại. Chay đi đường quyền đi, chay cầm táo đi đường quyền. Mẹ chay cũng theo trend dữ lắm đó nha cô chú nha. Ơi, ngoài coi này nha, mẹ làm ice cream cho chay nè, smoothie nè. Ngon quá. Ngon lắm. Đó, ice cream đó. Rồi ăn thử miếng coi. Mẹ đã thử. Đó, thấy chưa? Quá ngon, quá ngon. Trong đây là có hả? Có nho, có táo, có chuối, có quả Việt Quất với lại sữa ốc miêu. Sữa ốc miêu là sữa yến mạch á. Ừ, sữa ốc miêu là sữa yến mạch á. Lại đây. Sữa yến mạch với lại sữa hạnh nhân chứ tốt hơn là sữa tươi á. Đúng. Trời ơi, thấy cái họ ăn đồ bổ. Trời ơi, ngon quá trời ngon luôn. Chay lại uống đi chay ơi. Lại lên. Đó, giờ chay xong môi nè cô chú ơi. Mai cao. Nè. Smoothie. Sương môi ngoại không? Smoothie. Con ăn miếng vô. Hả miệng bự. Hả miệng bự đi, ngoài sương môi ngoại. Lại lên, ăn muỗng đi sương môi ngoại. Ăn miếng có sức sương môi ngoại. Ừ. Sao cái này để đây nó cứ bị tối đen biết à. Nó đèn không có luôn á. Ngộ, bị ngược sáng là sao? Yeah. Đó, như bây giờ là cái sinh tố này là phải ép nè. Nè quải nheo. À, neo sơn neo cho ngoại đó. Đây nè, tay ngoại nè, đưa ngoại có đưa bàn tay vô. Sơn ra ngoài đi. Rồi ăn muỗng vô sơn tiếp. Đúng rồi. Rồi ăn hết, ráng ăn hết ly này nha con. Là bữa sáng hoàn hảo đó. Ráng đi. Rồi cho cô chú coi coi. Cho cô chú coi trình cầu thiên cô lý đối xa coi. Nhìn lên. Nhìn lên cho cô chú coi chai đẹp làm sao nè. Đó. Thấy chưa? Cô chú thấy chay dáng dữ chưa? Nhìn giống su hoàng đi cha không? Cái gì con? Con bò cam mẹ ơi. Không được đâu hả? Được đó, được nè. Đi, lẹ lên. Nhẹ lên, đúng rồi, giỏi. Đâu bẫy, bẻ lái qua mẹ. Đúng rồi. Đạp được rồi đó, con đạp được rồi đó. Đúng rồi. Cố lên. Đây nè. Đạp đi con, lấy chân đạp. Lấy chân đạp lên, không có làm biếng. Đạp lên, đạp mạnh lên. Cố lên. À, để đằng sau. Ok, chạy mỗi chân lên đi. Để xuống vậy nè. Để cái gì xuống? Để điện thoại xuống hả? À? Không, cái này là cái máy quay phim chứ không phải điện thoại. Rồi nó kêu để điện thoại xuống. Cái gì vậy? Nhõng đầu, nhõng bô đồ dữ vậy? Đạp đi con, đừng có chơi vậy, đạp đi. Con cố gắng, con đừng làm biến, con đạp đi. Đạp đi. Ai hả? Ai mở nhạc hả? Hả? Chú mở nhạc hả? Ủa chay, ba đâu rồi chay? Mẹ con gì á mẹ ơi? Con gì á con? Con gì đâu? Trời ơi mẹ ơi, con gì á mẹ ơi? Mẹ ơi. Cái mỏ lúc nào cũng vậy đó. Điều hạnh nè. Rồi giờ con muốn đi đâu? Đạp đi đâu? Cà phê. Which way? That way? Ok, đi. Để lên. Còn mơ màng màng gì nữa. Hôm nay mà tới giờ cũng vẫn còn lạnh cô chú ơi. Rồi tức quá đẩy luôn hay gì. Rồi tức quá đẩy luôn.
Rồi sao nữa? Mệt quá hả? Ngồi xuống đâu? Mẹ ngồi xuống bên kia. Ok, rồi con đi đâu? Con làm gì? Mẹ ngồi xuống, ngồi xuống. Ở đây mẹ đang ngồi xuống nè. À, mẹ ngồi xuống để mẹ coi con chạy vòng vòng á hả? Rồi con té làm bộ diễn, té đi, té đi, té đi. Té đi, làm bộ té đi, làm bộ té đi. À, ngồi xuống, ngồi xuống. Đó, làm bộ té đó cô chú. Đó. Sao vô duyên quá à? Té nữa. One little monkey jumping on the bed. Mama called the doctor and the doctor said. Tức là nói sao? No more monkey jumping on the bed. Two little monkey jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said. Hả? Nắng quá. Nắng quá mẹ ui hả? Trời ơi sao nay có vụ mẹ ui nữa. Trời ơi cũng chế chữ đồ dữ lắm nha. Hello. Oh wow. I like your color today. JD, what color is that? Yeah, did you chase the bird? Oh, you want a hat? Bringing rosary inside? Or? No, I was watching some bed spreads. Oh. Wanna go for a walk? Come on. Wanna get in the wagon? You wanna get in the wagon? Wanna go in there? Nice out, huh? Oh, you're loving it. Cool eggs. Thì sao? QRS. Con muốn cái ABC QRS hả? Em cười phèm. Muốn làm gì? Em quên coi. Nói lớn lên, mẹ dạy làm sao? Mẹ. Phải nói cho to, cho rõ, nói một cách tự tin. Mẹ không ơi. Có rụt rè, nhút nhát, lo sợ. Mình là người đường đường chính chính mà. Con muốn nói mẹ gì, con nói thẳng đây. Nói thẳng mặt mẹ nè. À, con muốn đi this way à. Con hôn mẹ miếng đi, rồi mẹ cho đi. Con thương mẹ không? Dạ. Thương mẹ đè đâu? Mẹ. Thương mẹ đè đâu? Thương mẹ đấy cả. Đầu á hả? Hôn mẹ say đắm đi. Ừ. Ôi, trời hôn mẹ, trời hôn mẹ dậm như uống rượu à nữa trời. Rồi bấm. Đi đâu? Bồng. Gì mẹ bồng con hả? À. Trời ơi, bồng là đuối đơ luôn á. Ôi chim kìa, chim kìa. Wow. Bye bye chim hả? Bye bye con. Con hát đi. Em yêu chim, em mến chim. Vì mỗi lần chim nói em cười. Hello, can you say hi? Say hi. Can you say hi? Hey, con quẩy tay con chào bà coi. Hello. Quẩy tay con chào bà đi. Con dây này sao con kêu vẫy tay chào mà không chào ta ơi. Mốt không có cho dẫn đi dâu chơi nữa đâu. Người gì mà vô duyên mất lịch sự luôn. Ờ cái cô đó đang ngồi hút thuốc á. Trong đêm một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường. Mẹ ơi con mua cái này mẹ ơi hả? Tiền đâu con mua? Nói cho mẹ nghe coi tiền đâu con mua con ơi. Con ơi tiền đâu con mua con ơi. Xe đó giống như xe chạy không chạy? Thôi nó nghe này đi xuống xuống đồ của nhà ta. Đi. Trời ơi tự nhiên nó lên nhà người ta đi trực bắt tin.
Có được không? Có được không? Rồi đứng lên, đứng lên. Đứng lên mày đi đi đi, mày chở đi mua, đi. Đi mua, đi. Vậy mày chở cho đi mua, đừng có lo. Cái gì chứ ba trực trực ba tin là mày chở đi mua cái một á. Đi. Phải lên. Thôi đi đường này nè.